Xin chào các em, chúng ta tiếp tục với bài số 3. Bài số 3 và bài số 4. Thì ở đây thì có bài số 3 trước. Rất đơn giản thôi. Chất béo trung tính nghĩa là gì? Nghĩa là không có axit béo tự do. Tức là chúng ta chỉ có ester mà thôi. Đó. NaOH vừa đủ rồi. Ra muối. Muối chiếm 70% vì phụ gia chiếm 30% này. Đó, chú ý hội thầy cái từ đó. Không, các em này bị sai, đúng không? Mấy con ngựa của thầy này bị sai mất. Thế thì đầu tiên là tính cao H. NaOH thì có là 120 nhân với 0,2 chia cho 40 bằng 0,6 kmol. Thì suy ra glycerol của thầy bảo toàn OH sẽ là 0,2. Đề thi hỏi khối lượng, nghĩa bảo toàn khối lượng 178 cộng 0,6 nhân 40 bằng m của muối cộng với 0,2 nhân với lại 92, từ đó suy ra m muối ngon lành. Các em có là 178 cộng 0,6 nhân 40 trừ đi 0,2 nhân 92 bằng 183,6 đơn vị là kg, nhân tiếp với lại 100 chia 70. Thì ra thành phần của xà phòng, nhớ 70 nhé, vì phụ gia là 30% thì muối là 70%. Nhân với 100 chia cho 70 bằng 262,3 đơn vị là kg. Quá tầm thường. Ok, làm bàn D.